Hi guys, yesterday, as you guys know, I had a game, and the next step for my process of getting my body right is that I get to go to recovery and treatment, and I go to see the best guy in Hanoi, AT, for sports therapy. And yeah, this is where the magic happens. Thường thì sau các trận đấu, đặc biệt là với những vận động viên mà có số phút thi đấu nhiều như Tâm ấy, thì thông thường thì cơ bắp sẽ quá tải. Thì việc đầu tiên mình nên làm sau các buổi sau các trận đấu, sau các buổi tập nặng ấy, thì thường đó là giúp cho cơ bắp đấy mềm ra đã. Bởi vì thật ra thì VBA có một cường độ thi đấu khá là cao, trung bình khoảng 3 ngày một trận. Với Tâm, một người đấu khoảng hơn 30 phút một trận thì chắc chắn là cơ bắp thường sẽ không chịu nổi. Thì những cái việc này ngoài việc giãn cơ tổng thể nói chung ấy, thì mỗi một vận động viên sẽ có một bộ phận thông thường sẽ hay bị căng hơn so với những bộ phận khác. Tức là mỗi một vận động viên họ sẽ có một đặc thù riêng. Ví dụ như Tâm ấy, thì thường thì sẽ phải tập trung nhiều vào hai phần bắp chân này. Thì thường chúng ta sẽ làm mọi cách để cho tất cả những phần cơ nó mềm ra tốt nhất có thể. Với một số vận động viên đặc biệt thì họ thường có những bộ phận có tiền sử chấn thương, hoặc là nôm na, chấn thương thì cũng không hẳn, mà nôm na là họ sẽ rất khó chịu với những bộ phận đấy. Ví dụ như Tâm thì có phần gân Achilles này, thì thường mình sẽ phải giúp cái phần gân này nó thả lỏng ra nhiều nhất có thể để sẵn sàng cho trận đấu sau. Bởi vì những phần gân này nếu như chúng ta không xử lý sớm ấy, thì những cái tích lũy qua từ trận này sang trận khác nó sẽ mang đến rất là nhiều nguy cơ cho vận động viên. Vì những cái tổn thương này nó đều thông thường nó đều là những cái tổn thương theo kiểu là không va chạm mà nó dồn nén lâu ngày. Mọi người đều biết là gân Achilles này là một trong loại chấn thương mà okay, and hold by there, hold there. Just relax. Relax, relax. 10, relax. 10 minutes, 10 seconds. 9, 8, 7. Okay. This, like this. Deep breaths. 5, 4. 2, 1, OK.
Okay, this side. This way. Yes, so tight. Mm-hmm. This side. Relax. Like this. Ten. Okay, let's see how it works with this side. Okay. And hold for 5 seconds. We don't want to go by your back. We want to go by your hips. Reach up and reach backward. Feel that, feel that all the way down. 5 seconds. Okay. I feel the stretch. Yeah. And I want you to feel about more about hip flexor. Hip flexor. Yeah. Là cái này nó sẽ giúp bạn nhả hết tất cả phần giải cơ đằng trước này và đặc biệt là cái phần cơ nhấc nhấc hông đằng trước này. Vì phần này mấy cổ động viên chạy nhiều ấy, thì thường rất là kẹt. Mà nhóm cơ này nếu mà kẹt nhiều thì sẽ đến việc đau lưng. Okay, six sets. If this one too tight, you cannot run faster. And it connect to the lower back. Okay. Reach up now. Use your glute. Okay, dùng mông đúng không? Dùng mông. Cảm thấy hoàn toàn cái phần cơ trước nhả ra. Với một số vận viên có tiền sử tổn thương ở phần bắp chân thì những bài tập như này nó sẽ giúp họ tăng cường được cái sức mạnh của phần gân asin, giúp cho cơ bắp linh hoạt trở lại sau mỗi trận đấu. Thì mình sẽ muốn kiễng lên, gập gối, bend your knee, all the way up, hold 5 seconds, go down as slow as possible, up, slow. Slow. Fast. Yeah, go up fast. Go down slow. Bend your knee, okay. Up fast. Okay, slow. Feel that. Yep. Okay. That's it. Chậm. Nhanh. Xuống càng chậm càng tốt. Kiểm soát. And try to control it. Yep. You feel any pain in your Achilles? No. I just feel like that. Yeah, we want to control with the pain-free range. Tất cả những bài tập này thông thường sẽ không làm cho vận động viên bị đau. Chúng ta phải kiểm soát cái chuyện đấy. Cái tiếp theo này, đứng thẳng, một chân, lên hai chân, rồi xuống một chân. You go up by two legs and then go down with single leg. All the way up and go down, single leg, go down. And straight your knee. Still bend my knees? No, straight. Straight. So up. Up. Yeah, down as low as possible. Yep. You feel that? Yeah. You're up here. Do you want me to touch the heel down and then go back up? Yeah. Touch the heel. And go back up with two legs. Okay. Up. Yeah. Slow. Control it. Okay. Yep. Okay. Switch side. Yeah. Try to feel the calf.
You feel any pain? No. It's a little sore. Yeah. Okay, switch side. Yeah, cool. Rồi, ngoài tất cả những cái giãn cơ này, tập luyện là hồi phục này, thì việc quan trọng nhất mà một vận động viên cần sau các trận đấu tập luyện, mà cái này là thông thường thì mọi người hay bỏ quên, đó là phải ngủ nhiều, ngủ tốt, ăn nhiều, ăn tốt và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Ok. Cool. Thank you. Yeah, you're welcome. You guys, after you guys' workouts before, this is the product you guys need to use. This is the AZ multivitamins from Doppler Hertz. And this is what I use. I take one tablet, 200 milliliters of water, and you're good to go.